chào bà con cô bác đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là bà cô giáo các bạn đây. Nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây. Còn nếu bạn đã quá quen thuộc với mình rồi thì chào các bạn lần nữa. Mình là Andy của Tara Bánh Quy. Từ đó với Tara Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về chữa lành sơ lớp, phát triển bản thân cũng như là dự đoán tuần, dự đoán tháng. Còn đối với khu vườn nhỏ của Andy thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Thì hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề về love letter, lá thư tình yêu. Thì thật ra đối với mình cũng không có mặc định love letter này là gửi đến từ ai. Có thể là những cái lời được gửi đến từ bạn bè, người thân, gia đình, cũng có thể là crush, cũng có thể là một người yêu nào đó của bạn. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì ở cuối mỗi tụ bài mình sẽ dùng cái bộ bài mà hay đoán tên, đoán tháng, đoán ngày á, thì để mình có thể gọi là bật mí một chút hint, một chút manh mối cho các bạn xem coi người đó là ai ha. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Hello mấy bạn chọn tụ số 1 ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi cái love letter này gửi có nội dung là gì. Chúng ta có 7 gậy, chúng ta có 5 tiền và chúng ta có Page of Pentacles. Lá thư này gửi đến từ ai mà nhìn thấy đau khổ thế. Đối với mình, cái love letter này được gửi đến từ một người mình nghĩ là có tính nam hoặc là giới tính nam. Người này thì mình thấy là trong cái suy nghĩ của họ đó là họ nói rằng là đã trải qua rất là nhiều khó khăn, trải qua rất là nhiều xa cách, trải qua rất là nhiều đau khổ hoặc là qua quá là một cái quá trình dài. Thì mới gặp lại nhau hoặc là mới có một cái mới gặp lại nhau hoặc là mới có một cái sự đối mặt. Mình cảm thấy người này á, họ gửi đến bạn rằng họ nói rằng cuộc sống của họ ở thời điểm hiện tại thì cũng không có vui, cũng có khá là nhiều vấn đề. Họ rất là muốn biết rằng là hiện tại cuộc sống của bạn như thế nào, cuộc sống của bạn có khá khẩm gì hơn hay không, bạn đang mong chờ điều gì, bạn muốn điều gì, bạn đang tìm cái gì. Họ nhớ về những cái khoảng thời gian gọi là bạn với họ cùng nhau trải qua khó khăn. Rồi bạn có nhớ về những cái khoảng thời gian mà hai người sánh đôi với nhau hoặc là đi cùng nhau. Người này họ suy nghĩ là bạn thật sự là một người khá là mạnh mẽ, can đảm, là một người cũng có những cái sự quyết liệt, cái sự đấu tranh và có những cái hành động. Mình không nói là đúng hay sai, nhưng mà người này họ nghĩ rằng ở đây không có đúng sai. Họ nghĩ rằng bạn có một cái quyết định, một cái hành động nào đó là do bản thân bạn chịu trách nhiệm và bạn biết vì sao bạn làm như vậy. Thật ra điều mà họ muốn nói á, đôi khi nó chỉ đơn giản đó là họ mong muốn có lại cái khoảng thời gian như ngày xưa, khoảng thời gian mà ở thời điểm đó bạn không một mình và họ cũng không một mình. Họ muốn có một cơ hội nữa, họ muốn có một cái lời nói, một cái sự thỏ thỉ, một cái lời nhắn gửi theo kiểu là hãy cho tôi một cơ hội. Hoặc là nếu mà đôi lúc nào bạn khó khăn quá, lúc nào bạn cảm giác mệt mỏi quá, lúc nào mà bạn cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời của bạn gọi là bế tắc quá, thì bạn biết rằng ở đâu đó vẫn có một người đứng chờ bạn. Tại vì kiểu giống như là người này có thể họ không có quá nhiều nhưng họ luôn có một cái pentacle. Tại người này là pay a pentacle, tức nghĩa là người đưa tin tiền. Người đưa tin tiền thì thật sự không phải quá giàu, nhưng mà dĩ nhiên mình không nói muốn nói về quá giá trị vật chất thuần túy, mà là cái giàu có này có thể là sự giúp đỡ, sự hỗ trợ về mặt tài chính, hoặc đơn giản là một sự giúp đỡ nhất định từ người này. Bạn luôn luôn nhận được sự giúp đỡ từ người này. Người này họ muốn biết rằng thực sự đối với bạn trong cuộc sống của bạn đó, mình thấy là họ hiểu về bạn có thể không phải là 100%, nhưng theo bài ít nhất cũng phải là 70-80%. Họ biết những gì bạn trải qua, họ biết được những gì mà con người của bạn ra sao, tính tình của bạn như thế nào. Họ biết rằng bạn luôn luôn là một người chịu khó hoặc là có một cái sự bền chí bền chặt gì đó. Cái người này họ muốn nói rằng bạn cố gắng thì hãy cố gắng làm trong một cái chừng mực nào đó, nhưng mà hãy biết rằng đôi khi bạn cố gắng hoặc là bạn cũng cần nhờ đến sự trợ giúp và sự giúp đỡ từ người khác. Đừng có lúc nào cũng đâm đầu đâm chiêu làm một mình, đừng có cố gắng lúc nào cũng phải một mình một thân. Họ gửi đến bạn cái lời mình cảm giác nó là một lời động viên kèm theo một lời mở.
Một lời gợi mở. Người này thì mình thấy chắc nhỏ tuổi hơn bạn, tại Page Pentacle, nhưng mà theo cái lá bài này á, thường thì Page Pentacle phải là trẻ, nhưng mà cái người này thì có vẻ như mình thấy một là già cỗi về tâm hồn, hai là họ có ngoại hình chắc trông hơi cứng hơn so với tuổi thật. Người này có thể làm về lĩnh vực tài chính, làm về số má, làm về những công việc liên quan đến gọi là con chữ, con số, hoặc là những cái lĩnh vực liên quan đến tiền bạc, kế toán, kiểm toán, vân vân. Rồi mình cũng thấy là người này thì có luôn luôn một cái sự theo dõi, một cái sự hướng nhìn gì đó về bạn. Mình luôn luôn thấy có một cái sự hướng nhìn gì đó về bạn. Chỉ có điều là mình thấy là giữa bạn với người này có vẻ như một là đã lâu không có sự tương tác, hai là có một cái sự xa cách, một cái khoảng cách nào đó ở đây. Bây giờ mình sẽ lật tiếp ba lá này đi. Chúng ta có cái gì? Chúng ta có lá số 6, Lover. Chúng ta có lá số 2, hai gậy. Và chúng ta có lá 4 tiền. Love letter. Love letter thứ hai của các bạn á, thì nó lại liên quan đến câu chuyện là một người đang để ý các bạn. Người này thì mình chắc chắn là người này phải là câu chuyện liên quan đến tình yêu. Cái người này thì mình không biết là tình gì, nhưng mà mình thấy là sự giúp đỡ, hỗ trợ và một sự quan tâm. Còn cái này là chắc chắn lên tình yêu luôn. Mình thấy ở đây nó có cái gì đó liên quan đến chuyện đó là chúng ta đã từng có một cái chemistry, một cái mình gọi là chất xúc tác, hoặc là một cái cảm xúc, một cái cảm giác, một cái gì đó mà thu hút với nhau. Chúng ta đã có một khoảng thời gian trải nghiệm với nhau, chúng ta đã có một khoảng thời gian bị thu hút bởi nhau. Bây giờ thì mối quan hệ này nó đã có sự thay đổi khác rồi. Người này nói rằng là bạn không biết bạn có còn như ngày xưa nữa hay không, bạn có còn để tâm tới họ nữa hay không, bạn có còn nhớ tới họ hay không, hay bạn đã trở thành một cô gái 4 tiền kiêu sa và xung quanh bạn có những con cừu, những con dê rồi, còn họ chỉ là một cái gã đứng ở đằng xa. Mình thấy là người này họ suy nghĩ rằng là không có tới gần được bạn, bởi vì xung quanh bạn luôn có những cái sự chăn đón, những cái sự rào cản, hoặc là đại loại họ không có đủ can đảm để bước đến. Mình thấy trong một số cho bạn chọn tụ một này có thể là người đồng tính, hoặc là có thể là có thể liên quan đến giới tính thứ ba. Thật ra đối với mình á, cái lá hai gậy này ở đây á, là người này họ tự hỏi rằng bạn có phải đang có một người yêu mới, bạn có phải là có đang tìm hiểu một người mới, hay là bạn đã quên họ rồi. Người này cũng có thể là một người mà mình nghĩ rằng họ xem bạn là một sự lựa chọn. Mình nghĩ là một sự lựa chọn, tại vì cái bài lên ở đây á, nó không có nói rõ về cái hành động của người này. Nó chỉ nói một điều, đó là người này họ muốn có một sự tiếp xúc, họ muốn có một cái sự va chạm, hoặc là họ muốn có một cái sự thay đổi trong cái câu chuyện này. Cái love letter của người này gửi đến mình thấy nó khá là ngắn gọn, đơn giản, theo kiểu giống như là ước gì ngày xưa, hoặc là ước gì mình có một cái cơ hội được gặp lại nhau. Mình cảm thấy trong cái người này có một cái khao khát gì đó được gặp lại bạn. Người này có thể là người ở xa, có thể là người đã lâu rồi không gặp bạn, hoặc là đơn giản là giữa bạn với họ có một cái gì đó nó nè. Bạn thấy ở đây là hai lá nó rất là khích, xong cái tự nhiên nó xa rồi, có một cái câu chuyện gì đó đã xảy ra, có một cái hiểu lầm gì đó, hoặc là có một cái vấn đề nào đó đã đẩy ra hai bạn ra hai phía khác nhau, hoặc là vô tình có một cái điều gì đó. Mình thấy luôn luôn ở trong đây đều có những cái nhân vật khác, giống như ở đây là hai người này có người đưa đò, hai người này ở đây có một cái, ở đây có hai cái bức, ở đây có một cái bức tượng, còn ở đây thì có ba con cừu, ba con dê và có nhiều con khác nữa. Thì mình cảm giác giống như trong cái câu chuyện này có thể là có sự dòm ngó, có sự thị phi, có những cái lời qua tiếng lại, hoặc là có những cái câu chuyện xì xầm gì đó nó diễn ra ngầm ở phía dưới, mà có thể là hai bạn cảm thấy không có thoải mái, hoặc là đại loại một trong hai người có thể là rơi vào tình thế là người thứ ba, hoặc là đại loại là có một cái câu chuyện gì đó xì xầm. Nếu đây không phải là tình cảm thì mà là tình bạn, hoặc là các mối quan hệ gần á, thì có thể người này là một người bạn, một người đứng ở phía ngoài cái mối quan hệ, tức nghĩa là từ lâu họ với bạn không, có thể chỉ là bạn bè thôi, nhưng bây giờ họ cảm thấy giống như là mối quan hệ ba người. Có thể ngày xưa bạn bạn với họ với một người nữa là bạn thân với nhau, nhưng mà sau đó cái mối quan hệ giữa bạn với cái người người này bị tách ra, bạn chơi với người nào đó khác thân hơn, hoặc là bạn có bạn mới, và người này họ cảm giác giống như là bạn
xung quanh bạn luôn luôn có những cái sự lựa chọn khác, những người bạn khác, những cái cơ hội khác. Còn bạn đã bỏ rơi họ ở phía sau, hoặc là bạn chỉ xem họ là một người kiểu giống như là bạn, mình gọi là bạn thay lòng á. Còn nếu mà nhìn tổng hết bài á thì mình thấy hai câu chuyện này nó không có liên, mình không thấy hai câu chuyện này nó liên quan với nhau. Mình chỉ thấy một điều đó là nếu thật sự bài của bạn lên á thì đây là hai người, chắc chắn phải là hai người khác nhau, không phải là một người. Cái năng lượng nó rất là khác nhau. Bây giờ mình sẽ rút cho các bạn ở đây là mỗi bên hai lá ha, để mới rõ hơn về cái nhân vật này. Bên đây trước ha. 1 2 1 2. Ở đây chúng ta có chữ rừng thông, EI 75. Rừng thông EI 75, thì rừng thông thì người này có thể là người trên núi, người ở Đà Lạt, Lâm Đồng, hoặc là những người kiểu giống như là ở vùng cao, vùng xa, hải đảo, biên giới. Mình thấy họ có một cái tính cách kiểu giống như là khá là độc lập, họ là một người có sự tự tôn và họ là kiểu người ăn chắc mặc bền. Mình cũng thấy rừng thông là những người khá là kiệm lời nhưng mà đôi khi lại thích xài sang. Rồi chúng ta có xét đánh 79. Xét đánh giống như nãy mình nói rồi đó, cuộc đời người này có thể là có thăng trầm, có biến cố, có sự thay đổi, hoặc đại loại họ đang trong cái thời gian thiếu ổn định, hoặc đại loại họ với bạn có tình yêu xét đánh, hoặc đơn giản là dạo gần đây có những cái biến đổi, những cái thay đổi nào đó diễn ra, hoặc đơn giản tính tình người này cũng là một người khá là nóng tính, hoặc đại loại có cái tôi cao. Bên đây á, thì mình có người này có thể là tháng 5, tháng 7, tháng 9, tháng 12 ha. Còn ở bên đây người này có, chúng ta có hoa loa kèn DA50. Hoa loa kèn thì nó cho mình cảm giác của một người minh bạch, của một người thật ra thẳng thắn, một người sống khá là theo quan nguyên tắc và đạo lý, là một người mình cảm giác là có năng khiếu gì đó liên quan đến đến tay chân, hoặc là đại loại là một người có khả năng giao tiếp khá là tốt, hoặc là họ có ra khá là nhiều mối quan hệ. Cuối cùng là con mắt TN76. TN76 thì chúng ta con mắt thì đại loại cho một là người này có con mắt, ý mình nói con mắt ở đây có lẽ ý là của mình đó là họ thường con mắt liên quan đến người là có những cái đặc trưng, có thể người này có đôi mắt đẹp, hoặc là mắt hí, mắt một mí, mắt hai mí, hay kiểu giống như là có đặc trưng gì đó về mắt. Thứ hai nữa là người mà có đôi mắt á, thì thường sẽ có kiểu giống như là người quan sát tốt, người có óc quan sát, người có khả năng phân tích, hoặc là một người thường sử dụng, hoặc là họ có tật về mắt, hoặc đơn giản giống như là họ là người có cái nhìn thấu đáo chẳng hạn. Thì đó là quên, còn cái ngày sinh của người này có thể ở lộn ngày tháng năm sinh hoặc là cái gì đó xuyên thoại á, thì nó có thể là tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 11, tháng 12. Hello mấy bạn Trần Tổ số 2 á, bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để coi là love letter này, đầu tiên lá thư thứ nhất ha. Thì chúng ta có gọi là love letter thứ nhất, chúng ta có 8 tiền. Chúng ta có nữ hoàng gậy. Và chúng ta có 2 British. Love letter thứ nhất có vẻ khá là manh động nha. Cái love letter thứ nhất này á, nó gửi đến từ một người tính nữ, hoặc là có nhiều đặc trưng về cái tính nữ, nhưng mà nữ này là nữ tính như đàn ông nha. Mặc dù mình biết là mình nói nghe nó hơi mâu thuẫn, nhưng mà đầu tiên là người này phải có cái tính cách, cái kiểu tính cách của nữ, tức nghĩa là một người có khả năng quan sát tốt, là một người thấu đáo, là một người có chiều sâu về tâm hồn và khá là nhạy cảm, trực giác rất là mạnh. Nhưng tại sao mình nói người này là có tính nữ mà tính như đàn ông? Tại vì người này có Queen of One, người này khá độc lập, không có thích phụ thuộc, là người có sự quyết đoán, là người có thể làm mọi thứ và có sự chủ động nhất định, họ có thể gánh vác mọi thứ và họ không có phụ thuộc vào người khác đâu. Bài người này tính tình cũng khá là mâu thuẫn, bởi vì trên có Queen of One, dưới có 2 British, thì một người nóng như lửa và một người lạnh như băng. Thì hai người này á, giống như là một lần họ là người, người này có thể là nóng ngoài mặt, nóng ngoài lời, nhưng mà cái tâm của họ có thể không có ác hoặc là không có độc. Cái lá thư mà người này gửi đến bạn đó là cái gì? Đó là tình cảm, hoặc là cái cảm xúc của người này dành cho bạn nó giống như một bông hoa hồng mà họ đang vung sáng. Nó không, mình cảm thấy người này vung sáng theo kiểu giống như là tôi cũng trồng vậy thôi, chứ tôi cũng chả biết là cái tình cảm này nó sẽ đi đâu về đâu. Vì sao mình lại nói như vậy? Tại vì người này họ đã trồng một cái bông hồng rồi, hoặc là họ đã trồng một cái bông gì đó ở đây rồi, nhưng mà kiểu giống như là họ cũng chả biết là bông đó cuối cùng nó có nở hay không. Có vẻ như nó đã không như mong đợi, nên họ mới tiếp tục trồng một cái bông thứ hai nữa. Và mình nghĩ rằng á, mình không biết là tình cảm này là tình cảm của họ dành cho bạn ở cái gọi là cái level, hoặc là cái mức độ gọi là gì, là tình bạn, là cơ hội, là tình yêu. Nếu mà không, dù nó là tình gì cũng vậy hết, người này họ cũng không mong đợi,
hoặc là không có quá kỳ vọng vô cái mối quan hệ này hoặc là cái chuyện này. Họ nghĩ rằng là ôi thôi kệ, cứ để tự nhiên và tất cả mọi thứ đều là một phép thử. Ở đây không phải thể hiện cái sự không nghiêm túc hoặc là nghiêm túc của họ. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó là người này họ họ không biết nên làm gì hoặc là không biết phải làm gì. Họ họ mong chờ một cái phản hồi, một cái tin tức, một cái sự thay đổi nào đó. Giống như ví dụ đây là một cái mảnh đất cằn cỗi đi, thì họ trồng cái bông hồng này lên, chỗ này chỉ có cỏ thôi. Họ trồng thì bây giờ á, họ cũng nói giống như là ừ bây giờ đất ở chỗ này trồng lên, nếu nó hên xui nó mọc thì nó tốt, còn nếu nó không thì đó cũng là một sự chấp nhận. Thì cái người nữ hoàng gậy này họ mới nói là ừ bây giờ nếu mà không được thì chỗ này thì thôi phải đi tìm mảnh đất khác. Mình nghĩ cái này nó có thể liên quan đến tình đơn phương này, có thể đến crush nè, đến đến sự để ý hoặc là quan tâm từ ai đó đến bạn, mà bản thân của người này họ cảm thấy là có thể mối quan hệ giữa bạn với họ không có một cơ hội nữa, hoặc là không có một cái kỳ vọng, hoặc là đại loại là chắc có vẻ như không có hy vọng. Nhưng mà họ vẫn trồng nha. Vấn đề nằm ở đây là họ vẫn trồng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người này làm trong âm thầm lặng lẽ. Có thể họ cũng có những cái hành động thể hiện, nhưng mà nó không có quá lộ liễu đâu. Tại vì ở dưới là bài lên là Hi British. Người này họ khá là quan tâm và theo dõi đến nhất cử nhất động của bạn. Họ biết á, tại vì người này có trực giác rất là mạnh. Cái thứ hai là phía sau của họ là cái bức tranh về cái người này. Tức nghĩa là họ biết vì sao bạn lại hành động như vậy. Họ biết vì sao bạn lại có những cái phản ứng như vậy. Họ biết vì sao là đại loại là có những cái lý do. Nhưng mà đôi khi đó là trực giác mách bảo, đôi khi đó là những cái thứ ngoài lề mách bảo. Còn họ cần một cái lời, một cái hành động, một cái gì đó mang tính cụ thể và rõ ràng hơn. Họ không có thích những cái sự nấn ná, họ không có thích những cái sự thiếu rõ ràng. Cái love letter của người này gửi đến bạn á, đôi khi nó chỉ là một cái, nó chỉ là một cái lời mà họ tự nói với bản thân của họ rằng á, đó là nếu đây là một cái câu chuyện tình cảm thì câu chuyện tình cảm này nên để nó như thế và để mọi chuyện nó tự nhiên diễn ra. Họ cũng sẵn sàng, họ cũng nói với họ rằng nếu bạn không đáp nhận, không đáp, không nhận và cũng không có hồi âm thì có thể không sớm thì muộn họ cũng sẽ rời đi. Bởi vì người này là Queen of One, họ có một cái lòng tự trọng, họ có một cái tôi và họ có thể kiểu giống như là sẽ đi tìm một người xứng đứa vừa đôi hoặc là phù hợp với họ, chứ họ cũng không ở mãi với cái mảnh đất này. Giống như người ta nói là họ sẽ cố trồng một lần, hai lần, có thể là ba lần, nhưng nếu sau ba lần thì mình nghĩ người này sẽ không trồng lần thứ tư. Tại vì mình thấy cái kiểu của người này là kiểu giống như là mình thấy họ vẫn giữ lại cái tình cảm đó cho bạn, nhưng có thể tại vì mình thấy nè, bông hồng nè, bông hồng ở đó, ở trong đây tất cả đều có bông hồng ha. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là gì, đó là bạn giữ cái bông hồng này, nhưng mà kiểu giống như là ok, nếu bạn là cái bông hồng mà họ mong muốn có mà bây giờ bạn không cho họ cái bông hồng đó thì ok, họ đi tìm cái bông hồng khác từ nơi khác, tại vì vẫn còn những cái bông hồng ở nơi khác mà. Thì mình thử mình qua ba lá này coi như thế nào. Chúng ta có một gậy, chúng ta có nữ hoàng cốc, và chúng ta có sáu gậy. Đối với love letter đến từ cái thứ hai này thì mình lại thấy nó là một cái lá thư được gửi đến cái người này. Thì người này thì chắc có tình cảm với bạn đó, mình thấy chắc có tình cảm hoặc là có cảm xúc với bạn. Họ đang chờ một cái phản hồi, một cái động thái, một cái tình cảm nào đó từ bạn. Họ nói giống như là nếu anh hoặc là em có tình cảm với tôi thì hãy thực hiện, hãy làm một cái gì đó. Mình cũng cảm giác là bạn bị đưa vô thế là phải thực hiện. Mình cảm thấy giống như là người này hiểu được bạn là người như thế nào, người này biết rằng bạn là người ra sao, và họ cũng tin rằng trong bạn là tình yêu là có, tình cảm đó là còn. Người này có thể là người mẹ, người chị, cũng có thể là một người trong gia đình. Mình có hai khoai khuynh hướng. Nếu này là người trong gia đình thì người này khá là quan tâm đến đường đi nước bước của các bạn, đặc biệt là quan tâm đến chuyện cưới hỏi, cưới gả, cưới xin, đặc biệt là chuyện tình cảm trai gái hoặc là trai trai gái gái. Nói chung là có cái gì đó họ quan tâm đến việc là bạn đang ở trong cái giai đoạn nào, cái mức độ nào của tình yêu, bạn có trong chuyện tình cảm nào chưa. Nếu chưa thì, nếu có thì, tức nghĩa là tùy theo trường hợp. Nếu có thì họ sẽ có cách hành xử riêng, và nếu không thì họ sẽ cũng có cách. Mình thấy là nếu mà đây là câu chuyện liên quan đến tình cảm thì có thể người này họ để tâm tới không, cái love letter mà người này gửi đến bạn á, theo kiểu giống như là
Nó giống như cái bài 60 năm cuộc đời, anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, kiểu giống như là họ muốn bạn hãy mạnh dạn sống đúng với tình cảm của bạn, hãy làm những điều bạn thích và hãy sống theo con tim của các bạn chứ đừng nghe theo lý trí. Hoặc là đại loại giống như là nếu bạn có thích ai đó, hoặc là kiểu giống như là giống như cái bài của Dị Lực của Lương Bích Hữu, anh yêu thích em thì anh hãy nói qua ai này á, cái kiểu giống vậy. Tại vì mình thấy giống như là người này họ có tình cảm với bạn và họ đã thể hiện quá rõ rồi. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ đó là có cái gì ở trong đó mà theo kiểu giống như là tại sao tới bây giờ anh vẫn chưa hành động, tại sao tới bây giờ em vẫn chưa có một cái động thái, một cái lời nào đó. À mà khoan, lúc mà mình đọc cái này, mình nhìn qua đây mình thấy ra một cái ý mới nha. Trong ba cái lá này á còn một câu chuyện nữa, nếu mà bạn với một người nào đó đang trong một cái mối quan hệ nào rồi á thì có thể ở đây á nha, đây là một mối quan hệ mà theo kiểu giống như là một người đang cố vun sén cho tình cảm, còn một người thì đang đang trong ngóng một mối quan hệ nào đó mới. Tức nghĩa là hai người đang có hai hướng đi, một người cố gắng vun sén và một người cố gắng bước đi. Hoặc đại loại là tình, cái tình thì nó còn nhưng mà cái nghĩa thì nó đi. Ủa không, cái nghĩa nó còn nhưng mà cái tình thì nó không. Người này đang ngóng trong một mối quan hệ bên ngoài và cả hai bạn đều biết rằng cả hai người đều có những cái hướng đi riêng, những cái mong muốn riêng, giống như là cho nhau một lối đi riêng của Hoàng Thùy Linh á. Mình cảm giác trong ba cái lá này nó có thể lên một cái câu chuyện khác nữa, đó là tình cảm của chúng ta nó chỉ là chuyện gọi là giống như một thói quen thôi, còn những cái thứ ràng buộc, những cái thứ giữ chân chúng ta lại thì không có. Và mình thấy kiểu giống như cả hai bên đều biết vấn đề. Thì trở lại với cái ba lá bên đây thì mình thấy cái người này họ thật sự thích bạn hoặc là có để tâm tới bạn, nhưng mà người này là một nữ hoàng cốc, nữ hoàng của những cái cảm xúc, của những cái sự bí ẩn. Người này thì mình cảm thấy giống như là bản thân của họ có thể để ý đến bạn, có thể thích bạn, bởi vì trong bạn có một cái sự thu hút, một cái sự quyến rũ, một cái sự ma mị, một cái tính cách, một cái đặc trưng, một cái ngoại hình, một cái gì đó thu hút từ bên ngoài. Bản chất của người này có thể kiểu giống như là họ xem bạn là một cái đối tượng tiềm năng, một cái đối tượng tiềm tàng, và điều họ mong muốn nó là sáu gậy, đó là hãy cho nhau một buổi hẹn, hãy cho nhau một cái gì đó liên quan đến sự hẹn hò, đến sự gặp mặt, gặp gỡ, hoặc là ít nhất cũng cho nhau một cơ hội. Tại vì mình thấy cái điều người này quan tâm đó là gì? Đó là tại sao, họ muốn biết tại sao là tới bây giờ cái tình cảm đó hoặc cái hành động đó, những cái điều mà bạn làm, những cái thời gian mình nghĩ bạn như người này có thể sinh hoạt cùng trong một câu lạc bộ, chơi cùng một hội nhóm, hoặc là có những cái sự liên kết nào đó với nhau về công việc hoặc là cuộc sống. Tại mình thấy hai bạn có thể là đã từng gặp nhau, hoặc là gặp nhau trong một chuyến đi, hoặc là gặp nhau trong những cái sự kiện liên quan đến công việc nào đó, mà người này họ nghĩ rằng cái động thái đó, cái hành động đó là có tình cảm. Nhưng mà tới bây giờ họ không hiểu được thực sự đó là cảm giác của một mình họ hay là đó là cảm giác từ hai chiều. Thì bây giờ mình sẽ rút cho mỗi bên hai lá ha, thì để đoán coi người này là người nào ha. Sẽ rút cho mình đây trước. Rút trùng hợp vậy mà được hai lá màu vàng ha. Chúng ta có tòa thành cao vút SL99, thì tòa thành cao vút này nó cho màu vàng luôn nè. Mình cảm thấy là cái người này có thể là một người sống khá là tách biệt so với người khác, tại vì cái tòa thành cao vút mà nó cao vút là nó sẽ cao hơn những cái khác. Cái thứ hai nữa là người này có thể là người kín tiếng, hoặc là họ thường là một người không có thể hiện nhiều. Thật ra họ sẽ thể hiện theo một cách nào đó nhưng mà sẽ không giống ai, hoặc là có một cái sự đặc trưng riêng. Rồi chúng ta có bó hoa, người này chắc chắn là người có tình cảm với bạn, hoặc là họ có một cái sự thiện cảm, một cái cảm xúc nào đó rất là đặc biệt dành cho bạn. Và người này có thể là một người rất là yêu thiên nhiên, sống khá là đơn giản, hòa mình. Họ có thể là một người kiểu giống như là bó hoa thì cho mình cảm giác giống như là mọi thứ nó đều gò bó, hoặc là trong một cái khuôn khổ nào đó chứ nó không có được tự do, nó không được bung bét. Chúng ta có tháng 9, tháng 3, tháng 9, tháng 12. Còn tới bên đây thì chúng ta có đứa bé bắt ong hoặc là đom đóm MO bằng 13. Thì đối với mình á, cái đầu tiên thì nó có thể liên quan đến việc người này còn trẻ, hoặc là còn khá là ngông cuồng, hoặc là kiểu giống như là còn ham chơi, còn tính cách còn giống con nít, hoặc đại loại là có một cái sự ham chơi, có một cái sự gọi là đua bông đùa trêu ghẹo. Bởi vậy thêm bài nó lên giống như nãy cái mình đọc thêm á, mình thấy là đứa bé bắt đom đóm hoặc là bắt ong á có thể là có một cái sự gọi là thiếu chắc chắn, thiếu ổn định, hoặc là người này vẫn còn mong ngóng đi tìm một cái gì đó khác ngoài bạn. Cỏ ba lá bên N22 thì cỏ ba lá mình cảm giác bạn với người này có duyên, hoặc ít nhất là cũng có những cái sự tình cờ ngẫu nhiên và trùng hợp với nhau, hoặc đơn giản là giữa bạn và họ có những cái sự thu hút, hoặc là đơn giản là bạn với họ có những cái điểm chung, những cái gì đó mà gắn kết hai bạn lại với nhau. Và mình ở đây mình có tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Ủa không, không tới tháng 5 thì không có tháng 6. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ 2. Hello, xin chào các bạn đến với tụ số 3. Thì để coi love letter này được gửi đến từ ai ha.
đầu tiên là không, đầu tiên là cái love letter này là love letter gì. Đầu tiên chúng ta có một tiền, chúng ta có một kiếm. Wow. Bài gì vui. Và chúng ta có tám cốc. Câu chuyện nhìn chán nha. À, đối với mình thì một tiền, một kiếm, tám cốc. Love letter, đây không phải là love letter. Thật lòng mà nói nha, thì mình thấy kiểu giống như là một tiền là bạn thấy con cù không? Xong cái một kiếm, cái con sói, cái con cù này nó đang chu đích qua con này nó chu mỏ qua. Kiểu giống như là mình cảm thấy là, kiểu giống như là mình cứ cảm giác đây là thịt bò bít tết, còn đây là kiểu giống như là dao cắt thịt bò, hoặc là kiểu giống như con sói, hoặc là con cáo này nó chờ thịt ăn ăn con cù á. Giống như ông này, ông tia thằng nhỏ này. Dĩ nhiên là mình ví dụ nó hơi sai, nhưng mà ý của mình giống như là muốn bắt cóc, hoặc là có cái gì đó liên quan đến chuyện đó là ông ba bị á, kiểu giống như là ông có bánh kẹo nè, con có thích hôn, ông này ông ra sức ông dụ. Mình thấy ở đây có cái chiêu trò, mình thấy ở đây có cái gì đó liên quan đến việc gọi là cố gắng níu kéo cái love letter này đến từ một người nào đó, có thể là tình cũ, người yêu cũ, người quen cũ, hoặc là một cái câu chuyện nào đó liên quan đến việc là tôi muốn làm lành, tôi muốn mua chuộc, tôi muốn hối lỗi, tôi muốn quay lại, tôi muốn có một sự thay đổi gì đó về tình huống hiện tại. Người này muốn có những cái động thái, những cái hành động nào đó rõ ràng về cái mối quan hệ giữa bạn với họ, dù ở trong tình gì cũng được, tình bạn cũng được, tình yêu cũng được. Nếu là tình bạn á, thì người này muốn biết rằng bạn muốn gì trong cái mối quan hệ này. Bạn muốn quay lại hay bạn muốn cắt đứt? Bạn muốn chơi tiếp hay là bạn muốn bo xì? Còn nếu đây là tình yêu thì người này họ muốn là chém bạn bằng cái cây kiếm của họ. Họ cảm thấy giống như là kiểu giống như là tao để ý mày, tao đã nói với mày là tao thích mày mà mày còn mà mày không thích tao, tại sao mày lại không thích tao? Tao đã làm rất là nhiều thứ vì mày, tao đã ABCD các kiểu. Hoặc là nếu đây không phải là kiểu giống như là một người đang trách móc một người vì họ không đáp lại tình cảm của người kia, thì đây là kiểu giống như là tao muốn thêm. Tao muốn có tiền, tao muốn ăn thịt cù, tao muốn ăn thịt bò, thịt heo, thịt gà, dê. Nhưng mà bây giờ mày phải đưa tao tiền, đằng tao mua kẹo, tao mua bánh. Hoặc là kiểu giống như là cái thứ tôi muốn là cái thứ khác, còn cái thứ mà người có thể cho là thứ khác. Ở đây mình thấy có nhiều cái gọi là cái gọi là mình hoàn cảnh hả? Cái tình huống phim hả? Ừ, có nhiều cái kịch bản, đúng rồi, có nhiều cái kịch bản. Cái rồi mình cũng không biết cái chữ đó là tiếng Anh đồng sao, nhưng gì Scheranino gì đó ai biết. Cái chữ đó mình biết viết nhưng mà mình không biết đọc, tự nhiên cái mình không biết đọc, ngang hồng gì đó. Kiểu giống như là người này, mình thấy họ là người có tính nam, hoặc giới tính nam. Tại vì mình thấy cái tính của người này khá là độc đoán, gia trưởng, nghiêm túc, nghiêm khắc, có một cái sự khắc khoải, hoặc họ là người sống rất là lý trí. Người này họ luôn dõi theo bạn, họ luôn nhìn tới bạn, họ luôn muốn động tới bạn. Người này nếu mà là không phải liên quan đến tình bạn hoặc là tình cảm, mà là cha, là chú, là anh, là người trong gia đình, thì người này rất là muốn bạn nghe lời họ, bởi vì họ cảm thấy bạn đang không làm đúng theo ý họ mong muốn. Bạn đang cãi lời, bạn đang làm một cái gì đó mà chướng mắt họ, hoặc đơn giản bạn đang cố gắng chống đối hoặc là chống cự với họ. Họ cảm thấy không hài lòng với những quyết định của bạn. Họ muốn bẻ bạn đi theo cái hướng mà họ mong đợi. Tuy nhiên họ cũng hiểu rằng bạn là một người khá là cứng đầu và có cái tôi riêng, nên họ muốn lặng thầm theo dõi theo bạn, coi là bạn muốn cái gì, bạn định làm cái gì và bạn mong chờ cái gì ở đây. Mình cũng nghĩ là người này họ khá là quan tâm, nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ cái cách họ thể hiện nó không có mềm mại. Họ là người của hành động, của lời nói, của những cái gì mà mình cảm giác rất là bén, rất là ngót, và nó mang tính thực tế, nó không có mang tính viển vông. Một tiền và một kiếm không có cái gì gọi là thiếu ngoài gọi là kinh nghiệm và sự trải đời, không có chỗ cho tình cảm và cảm xúc ở trong đây. Còn nếu mà đây là tình cảm và những cái gì nó liên quan đến gọi là cảm xúc, tình yêu, tình bạn á, thì mình cảm thấy giống như hai bạn thực sự còn suy nghĩ về nhau thật đó. Nhưng mà mình thấy có một người đã bắt đầu nản trong cái mối quan hệ này rồi và họ muốn bước đi. Nhưng mà người còn lại thì mình cảm thấy có một cái sự dày vòi, một cái sự giằng xé, một cái gì đó nó mang tính gọi là tréo me, một cái gì đó nó mang tính cắt cớ hoặc là cắt cứ gì đó ở đây. Mình thấy có khá nhiều chữ trách ở trong đây. Người này có thể là lớn tuổi hơn bạn nha. Rồi kế bên nữa chúng ta có vua kiếm nè, một kiếm với vua kiếm. Các bạn có bốn gậy và các bạn có magician. Bài bên đây thì là đẹp,
Love letter ở bên đây thì nó đến từ một người nào đó thích bạn, một người này khá là quan tâm và khá là yêu thương bạn đó. Người này họ họ muốn là giữa bạn với họ có một cái gì đó gọi là bước tiến. Họ muốn là giữa bạn với họ có một sự thay đổi. Người này có thể là đồng nghiệp, người này có thể là một người rất là thu hút bạn, người này là một người có thể là họ rất là cố gắng mồi chài, hoặc là đại loại là thể hiện cái tình cảm của họ với bạn. Tại vì cái love letter của người này á, nó nói rõ rằng nó là thật sự bạn á, kiểu giống như là họ nghĩ rằng bạn là một người xứng đáng tìm được một tình yêu phù hợp, tìm được một tình yêu gọi là xứng lứa vừa đôi. Mình nghĩ trong mắt của họ, bạn là một người mình thấy giỏi. Người này họ nghĩ rằng giống như là nếu bây giờ bạn có bước đi bước nữa không chọn họ thì đó cũng là chuyện bình thường. Bởi vì họ nghĩ rằng kiểu giống như là người này họ mình thấy ông này là ông vua, và mình thấy ổng bỏ cái khiên ở đây và ổng cầm cái kiếm ở đây, còn cái cô dâu này thì lại kiểu giống như là lại cặp với một cái ông mặc áo đen, thì mình cảm giác ở đây giống như là ông này là áo đen. Thì mình cảm thấy giống như là người này họ nói là ừ, có thể là em có tình cảm với một người 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 khác, hoặc là anh có tình cảm với người khác, ok, họ chấp nhận thua cuộc, hoặc là họ chấp nhận để bạn bước đi. Bởi vì bạn bạn là một magician, bạn có nhiều bạn có nhiều cái manh 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 mình không gọi là manh mún, nhưng mà kiểu giống như là bạn không có, bạn không phải là người người có nhiều cái mánh đi, bạn có nhiều cái tài lẻ tài năng, bạn có nhiều cái sự thu hút, bạn có nhiều cơ hội. Và người này họ nghĩ rằng giống như là ừ ok, nó nếu nếu mà giả sử họ có dành tình cảm đi cho bạn đi chăng nữa thì mình cảm thấy nó là sự đáp lại, nó là một cái gì đó theo kiểu giống như là ừ, tình cảm này là tình cảm xuất phát từ lý trí, chứ nó không phải là tình cảm xuất phát từ gọi là từ tình cảm, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu trong cái trải bài này mà nó liên quan đến chuyện là cặp đôi nào đang có ý định kết hôn, đang có ý định tiến xa hơn, ra mắt phụ huynh gia đình á, thì các bạn cứ ra mắt đi, đừng có sợ là ba má hoặc là anh chị hoặc là gia đình có sự gọi là ngặt nghèo hoặc là khó khăn. Có thể giống như là bạn giống như là sợ, hoặc là người kia có thể sợ gì đó liên quan đến chuyện gọi là gia đình của người này khó, đòi hỏi về nhà cao cửa rộng, hoặc là đòi hỏi môn đăng hộ đối, hoặc là có cái vấn đề gì đó liên quan đến bên thứ ba, chẳng hạn như là cái nhìn từ bên ngoài xã hội, cái nhìn từ tôn giáo, chính trị, văn hóa, công việc, nghề nghiệp, vân vân. Rồi trong cái trải bài này á, mình còn thấy được một cái nữa là cái gì đó nó liên quan đến chuyện là hơi kỳ nhá, nhưng mà nếu mà bạn nào đang đơn phương một người nào đó và người này là người cùng giới với các bạn, thì mình nghĩ người này không phải là người 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 thích người cùng giới, mà họ họ thích người khác giới. Tại vì mình thấy người này đã có người yêu rồi, hoặc là họ đã có đối tượng tiềm năng rồi, mình thấy một vài trường hợp nhỏ thôi. Còn nếu mà bạn gọi là muốn trong cũng trong cái trải bài này luôn mà bạn định gọi là đập chậu cướp bông á, thì bài nó lên là mình nghĩ chắc là không được. Tại vì thật sự là thiệt ra bài lên là không được, chứ không phải là chắc là không được. Ý của mình chắc là không được ở đây tức nghĩa là hai người này đã được sự bảo hộ, đã được sự đồng thuận, và thật sự tình cảm của họ đã được xây dựng lên một cái nấc thang mới rồi. Bạn không có cửa chen vô. Cái điều mà người này chỉ muốn, cái người trong cuộc này họ chỉ muốn nói với bạn đó là họ muốn nói với bạn là ừ, ở thời điểm đó tôi có tình cảm với cô, tôi có tình cảm với anh đó, và cái tình cảm đó là tình cảm thật sự, nó không phải là một cái tình cảm bông đùa, một cái tình cảm mang tính gọi là bất chợt. Tại vì mình thấy là có một cái sự luyến tiếc, có một cái sự gì đó gọi là tiếc nuối gì đó ở đây. Thì bây giờ mình sẽ rút cho các bạn mỗi cái là hai lá ha, để coi coi là người này là ai nhé. Bên đây hai lá, bên đây hai lá. Rồi, đầu tiên là chúng ta có gốc cây và con rắn G57. Thì gốc cây và con rắn thì người này có thể bạn bạn với họ ở không, người đó có thể là người mạng mộc, hoặc là có thể là người tuổi rắn, hoặc là họ người này có thể là một người mình cảm thấy là luôn ẩn mình, luôn có cái nhìn sự quan sát, và luôn có những cái sự dè chừng và thận trọng. Người này mình cảm thấy họ không thích thể hiện nhiều, cũng như là họ luôn luôn biết cách gọi là che giấu bản thân, hoặc là họ luôn luôn có một cái thái độ, một cái cách
cái cách thể hiện mà lúc này lúc khác, lúc gần lúc xa rất là khó đoán. Thứ hai nữa, chúng ta có quảng trường TTB thì mình thấy người này là người có thể bạn gặp trong một cái sự kiện ở đám đông, hoặc là có thể là bạn từng gặp họ ở một cái nơi đông người, chẳng hạn như công viên, quảng trường, nhà thờ, nhà hát, hoặc là những nơi mà mình cảm giác người ta tụ tập đông người, chẳng hạn như nơi đi bộ, phố đi bộ, vân vân. Rồi người này có thể là một người mình thấy là sống vì đám đông, hoặc là đại loại họ có nhiều sự kết nối và nhiều mối quan hệ. Tháng sinh của người này có thể là tháng 5, tháng 7, tháng 8 hoặc là tháng 12. Còn ở bên đây thì chúng ta có là Cupid VL48. Cupid vải L48 thì đối với mình thì mình thấy là người này có thể là một người khá là tin vào tình yêu định mệnh, hoặc là họ với bạn có một cái tình cảm gì đó rất là trùng hợp, rất là ngẫu nhiên, mang tính gọi là duyên nợ. Người này có thể là một người mình thấy khá là, trong mắt bạn có thể họ là người dễ thương, hoặc bạn là người dễ thương đối với họ. Đôi khi Cupid nó có thể liên quan đến chuyện đó là người này là người sống bằng trái tim hơn là thiên về lý trí. Chúng ta có mõm núi UH81 thì người này có thể là một người mà mình thấy là họ sống khá là nghiêm túc, khá là bài bản, khá là chuẩn mực, khá là nguyên tắc. Họ có thể là một người sắc rất là chắn chắn, họ là người giữ lời hứa và họ là người có chí phấn đấu, có chí tiến thủ. Họ cũng có thể là tinh sơn hoặc là có thể mạng thổ. Mạng thổ kia giống như là mạng thổ đó, bên của mình đó. Hoặc là có thể là tinh sơn, tinh núi, tinh hùng, tinh vĩ, những cái tên mà bự bự to to chẳng hạn. Rồi tháng sinh của người này thì có thể là tháng 4, tháng 8, tháng 11, tháng 1, tháng 4, tháng 8, tháng 9, tháng 5, tháng 12. Thì đó là thông điệp dành cho những bạn chọn tụ 3.